Rồi, cứ thế ta thì yêu mất thôi. Mọi người có 5 giây tập trung ra điểm tập kết. Mọi người có 5 giây tập trung ra điểm tập kết. 5, 4, 3, 2, 1. Mình tên là Đạt, mình là stylist. Kênh tóc mình nhiều follow hơn Rinsy, cụ thể là 30.000. 30.000. Hello mọi người, mình là Chi Chan, mình là em gái của anh Long và chị Rinsy. Mình năm nay 20 tuổi, công việc chính hiện tại của mình là nhà sản xuất nhạc, DJ, producer trong tương lai và diễn viên đang học dở. Dancer, đó, tổ chức là rất là nhiều nghề. Năm nay mình 20 tuổi, Insta của mình là Chi Chan Lala. Ok, cảm ơn bạn. Mình là Rinsy Ngô. Mình có một người em sinh đôi tên là Ngô Thùy Trang. Sao hôm nay không đủ quay vlog vậy? Ốm rồi. Hết tiền thuê rồi. Ở đây không có một sự sắp xếp nào nha các bạn. Ở đây đều là sự tình cờ. Và tôi là Gia Long. Hello mọi người, mình là Thư. Mình là trợ lý stylist của anh Lê Đạt. Ủa bạn đâu? Mọi người, em là Thư. Em là một người bình thường. Ok, cảm ơn bạn. Ủa từ từ quá, còn một người vẫn chưa xuất hiện. Rồi trước khi đến với trò chơi đầu tiên thì xin mời ba bạn hồi nãy đến đúng giờ, mình sẽ bước qua một bên. Yeah. Thì hình phạt dành cho bốn bạn. Nữ thuộc xì dầu 10 cái, nam hít đứt 5 cái. Đây em hít đứt 5 cái cho. Rồi Rinsy hít đứt 5 cái. Rồi 1 2 3 4 5. Rồi đủ. Rồi chia là tiếp. 6 chia sạch bông. 7 8 9 10. Rồi cảm ơn các bạn, mà các bạn vô trong hàng ạ. 3 2 1 bắt đầu. 1 2 3 4 5 5. Chúc mừng Đạt với Thư, mời Đạt với Thư bước ra ngoài. Nghe nói là cùng team stylist với nhau nhỉ. Rồi tiếp tục. Bắt đầu. 1 2 3. Mời Rinsy Gia Long bước ra ngoài. 2 1 bắt đầu. Rồi cảm ơn hai bạn, mời hai bạn về một cặp ạ. Cặp đấu đầu tiên đã bước vào sân, đó chính là Thư và Bom. 2 3. Anh đi. Ôi bất ngờ. Vâng ạ, đó là một lượt kéo đầu tiên ạ. Bây giờ đổi bên ạ, đổi bên cho lượt kéo thứ hai ạ. Bắt đầu. Lượt kéo cuối cùng của Thư và Bom. 3 2 1. Cặp đấu thứ hai là Thư và Đạt. À Thư Đạt. Rồi vô. Lượt kéo đầu tiên của Thư và Đạt. 3 2 1 bắt đầu. Ủa cái gì vậy trời? Trời ơi sao dễ quá không vậy? Thư nó có hình như là nó chấp hay sao á? Tôi chấp thôi. 1 bắt đầu. Ai? Trời ơi. Đợt kéo cuối cùng. 3 2 1. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Facebook mình là lóng tiểu linh. Bây giờ ai muốn đặt cược nè? Tôi đầu quất đi. Thôi nè, bây giờ ai Rinsy giơ tay. Ai Rinsy kèo Rinsy giơ tay kìa. Rồi một, hai, ba. Chúng tôi là công tư phân minh. Tôi dở sức nha Rinsy, tôi chấp bạn nửa đường rồi đó. Ba. Rồi. Hai. Một. Tập kéo thứ hai. 3 2 1 bắt đầu.
Ôi, Princess. Tôi thấy có một sự thiên vị trong không trò chơi này. Thiên vị, em bị kéo thật sự. Đợt kéo cuối cùng mặc dù đã biết tỷ số nghiêng về Rinsy. 3 2 1 bắt đầu. Không trụ mà được. Thôi cậu lên đi rồi mình sẽ xoay tay. Má ghê quá thư ơi. Rồi được bây giờ hả? Chi nắm tay Si. Chi ơi anh được. Không được buông nha. 3 2 1 bắt đầu. Lần này mình phải thắng thôi. Ê, cầm vào đây em xong mà ấy được. Em ơi, đây nhưng mà em phải ấy gấu mà. Anh từ gấu mà. Quật. Một. Chúng em mất mục tiêu là mình. Hai. Ba. Xin giới thiệu mọi người, đây là hai chị em. Hai chị em ruột ha. Liệu sau trò chơi này họ còn chơi thân với nhau đúng không? Họ còn là nhiễm không? 3, 2, 1, bắt đầu. Trời lăn xảo ấy hả? 3, 2, 1, bắt đầu. Mọi người cho bọn chào hóa tay ạ. Vòng chơi thứ nhất xin được thông báo người chiến thắng cái voucher ăn sáng là Bom. Wow. Ê tao ăn với. Chúc mừng Bom. Ê tao ăn với hả? Rồi, trò chơi thứ hai thì hiện tại ở đây anh đang có 7 que. Chúng ta sẽ rút lần lượt mỗi người một que. Que nào không có màu thì người đó sẽ bị loại trực tiếp. Còn que nào trùng màu thì hai người đó sẽ làm một đội. Wow. Rồi. Okay. Chơi. Đừng có nhìn, đừng có nhìn. Rồi anh em giấu đi. Không ai được thấy que của tôi. Rồi mọi người, kết quả là tỉnh đạt trước đi. Xanh. Hồng. Xanh. Giờ là có một đội, tôi là đỏ. Có hồng mà. À đỏ. Đỏ. Bất ngờ quá. Rồi vậy bạn Thư, kết quả cuối cùng bạn Thư là người giữ que không màu. Mời Thư bước ra ngoài bị loại trực tiếp. Rồi trò chơi tiếp theo mang tên gắn kết yêu thương. Wow. Nó không có cách nào để mà nó thành được điều cách đi. Rồi bỏ đây. Mở nó nhanh lên vậy. Ê.